Đây là món chim quay nhé cả nhà nhé. Chim quay này thì ăn cùng với cả bánh bao rán, bánh bao không nhân rán, thì mọi người có thể chấm cùng với tương ớt hoặc là chấm cùng với cả chanh, bột canh, ớt, cái này là tùy sở thích. Vắt chanh như này. Cái này ăn khi nó ấm ấm thì sẽ ngon hơn là ăn khi nguội. Đây là bánh bao chanh rán lên đấy, ăn nó giống như kiểu là cái ruột bánh mì như bánh bao bình thường ấy, nhưng mà nó có mỡ vào ấy, nó hơi béo béo, hơi béo béo nhẹ nhẹ, khô khô sung sốt, ăn với cả chim quay cho đỡ ngán. Thực ra là mọi người có thể ăn kèm với cả chim quay, nhưng mà mình ăn theo phong cách đấy, mình ăn bánh bao không nước. Khá là dễ ăn. Ruột nó sơn sốt như bánh mì, nhưng nó béo hơn và nó dễ ăn hơn nên nó ngon hơn bánh mì. Chấm cũng được mà ăn không được. Cái đùi nó rất là lạc, thơm lắm. Chim quay lại ăn khi mới quay xong ngon lắm, khi nó ấm ấm ngon không. Xương nó rất là mềm. Là nó không bở, nó dai vừa đủ. Ăn nó ngọt, ngọt và thơm. Nó dai kiểu vĩnh cả thế nào nhỉ, nó không dai cứng như là thịt gà đâu, không dai cứng dai rắn như thịt gà đâu, mà nó không bị bã, nó dai nhưng mà dai kiểu mềm và ngọt ấy. Cái món này, cái món chim quay này, nếu mà ăn ấm ấm ngon hơn. Để nguội ăn nó không được ngon bằng lúc ấm ấm. Mới rán xong rồi để ra một tí ăn luôn thì ngon hơn. Cái xương nó rất là mềm luôn ấy.
Đây là cái cổ cái đầu này. Kể cả xương cổ của nó ăn nó cũng rất mềm luôn. Thơm nhẹ nhẹ. Cái da của nó dai dai chứ không béo như da gà. Chim này nó nhỏ cho nên là kiểu là con chặt được vài miếng mới còn mới được một đĩa. Nó cũng là gia cầm như là gà vịt ngang ngỗng ấy. Cảm giác nó vẫn thăng thoáng cái vị của gia cầm nhưng mà nó vẫn có cái vị riêng đặc trưng. Xương của nó rất mềm, thịt của nó kiểu là mềm và ngọt. Thịt chim này mềm và ngọt. Rán quay lên thì nó thơm. Nó thơm nhẹ nhẹ. Chưa lo không thơm kiểu là thơm thơm nước mũi như là khi mà người ta quay thịt quay vịt quay với lá mắc mật. Thịt của con chim này nó cũng không được nhiều như là thịt gà hay là thịt vịt đâu. Nó cũng kiểu là vừa phải thôi. Cái đùi này. Thịt ngọt mềm. Cái đùi là thịt dai hơn cái lườn một chút. Thơm nhẹ nhẹ. Cùng họ chim gia cầm với cả gà vịt ngang ngỗng, chim bồ câu, nhưng mà nó lại thơm theo kiểu riêng. Mỗi một loài nó có đặc trưng riêng, kể cả như là thịt chim nhưng mà mỗi loài nó cũng có một cái thịt, có một cái kiểu ngon riêng. Chim cút nó ngon kiểu khác, cò ngon kiểu khác, chim bồ câu ngon kiểu khác. Chim với cá, chim sẻ, mỗi ngày chim nó ngon một kiểu khác nhau. Cái loài chim nhỏ thì nó ít thịt. Chim chim cỡ này nó còn có thịt. Đấy là đùi nhá. Còn đây là phần cánh này, phần cánh này, đây là thịt nó cũng rất là đẹp nhưng mà thịt chim thì nó chỉ thế này thôi chứ nó không dày, không không lớn như là thịt gà. Thịt chim này nó dai.
Mình cầm tay cũng được nhưng mà mình cầm đũa cũng được, nhưng mà cảm giác như là mình cầm tay ăn thì nó sẽ ngon hơn ấy. Khi có khách, khi ăn đông thì mình có thể cầm đũa, còn đâu khi ăn một mình á, để cho nó tăng độ ngon và thoải mái mình có thể cầm tay. Cắn vào trong miệng ấy, nó lạt mà nó mềm trong miệng, nó dai, như cái kiểu dai của nó rất mềm và rất tan, nó không dai như kiểu thịt gà hay thịt vịt đâu, nó không bị bở. Gà công nghiệp của mình còn đỡ, với gà công nghiệp của Mỹ á, không ăn được luôn, nó không ngon bằng thịt gà công nghiệp của mình. Thịt gà Tam Hoàng hay là gà ta của mình nhá, thịt gà của mình ngon hơn thịt gà của nước ngoài nhiều, nó vừa ngọt mà nó vừa dai hơn, thơm hơn. Kia người ta nuôi công nghiệp ấy, nó không ra cái thịt gà ngon như mình. No quá rồi, không ăn được nữa rồi. Tại vì lúc nãy ngồi đông người á, ăn rất là nhiều à. Mực xào, mực to nhưng mà nó rất là mềm, ăn nó ngọt, mình cũng vừa miệng. Mình ăn khá là nhiều. Thế xong rồi à, tại vì là mọi người ăn được ít đấy, thế mọi người lo rồi, thế mình ăn cùng với cả mọi người. Mọi người no rồi nhưng mà mình vẫn chưa no. Thế là sau khi xong việc ấy, rảnh ra thì mình ăn thêm. Thì không kịp quay lại tại vì lúc đấy là mày nói chuyện vẫn còn vướng nhiều việc khác ấy. Cho nên là nó có nhiều món nhưng mà lúc đấy là còn vướng việc nọ việc kia nên không có thời gian quay. Bây giờ thư thả, mọi người nghỉ ngơi, còn đâu mình thì đói thì mình đi ăn thêm. Nhưng mà khi mà mọi người ăn xong, mọi người cầm đũa đứng lên rồi, mọi người no rồi, mọi người no rồi nhưng mà mình vẫn thấy chưa no, thì tại vì mình ăn nhiều hơn mọi người, mình cái tốc độ ăn của mình lại bị chậm hơn mọi người. Mọi người ăn nhanh lắm, mình không ăn được, mình không ăn nhanh được như mọi người. Thế là tại vì bị đói nên ăn thêm. Ăn thư thả nhưng mà tại vì lúc nãy ăn cũng nhiều rồi ấy. Thành ra là bây giờ không ăn được nhiều, tầm này là đầy bụng rồi. Cái cánh này nó ướp thịt kiểu nó dai dai, ai thích cảm giác gặm như kiểu gặm cánh gà ấy, thì gặm cái này cũng được, nó cũng vẫn thơm, nó mang lại cảm giác kiểu khác.
thịt ngọt. Đầu bếp làm cũng ok. Tay nghề lại tạm tạm được. Cái bánh bao này được à? Người ta rán nó không cháy, vừa đủ thơm. Mỡ ngấm ít. Ăn nó cũng đưa miệng. Đi ăn hết xong rồi đi rửa đĩa cho nó tiện ấy, nhưng mà không thể làm cố được nữa, cái gọi cố nữa xong bắt đầu là vòng eo nó lên, lại tập tành mệt nghỉ. Ăn được hả? Không cố được nữa rồi cả nhà. Nhà lắm ạ. À?